Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần đăng nhập ha bằng bằng Vue.js các bạn. Ở đây mình chưa có phần đăng nhập rồi các bạn ha. Thì để làm cái phần đăng nhập á, các bạn vào search cho mình Laravel Authentication Login ha. Ở đây là mình có authentication nè. Thì ở đây các bạn lùi cho mình, các bạn chọn một cái version 6 đi ha, cái version 6. Cái phần authentication các bạn kéo xuống nè. Ở đây mình yêu cầu ha, mình sẽ yêu cầu cái Laravel UI. UI viết tắt của từ là User Interface ha, là giao diện người dùng của các bạn. Thì ở đây các bạn mở lại cho mình cái terminal nè. Này cộng thêm cái terminal ha, các bạn có thể dùng Git bay ha, hoặc là dùng terminal cũng được. Rồi. Ở đây á thì mình sẽ xài bản mới nhất ha, tại bản 6 á, thì nó sẽ yêu cầu cái Laravel UI bản 1 chấm ha. Đây mình bản mới nhất luôn. Tại vì mình dùng cho cái Laravel mới nhất mà mình cài mà các bạn. Đây, ở đây là nó sẽ tải về cho mình. Bạn đợi tí xíu ha, nó sẽ tải về, nó sẽ nằm ở trong vendor nè các bạn. Vendor nó sẽ có là Laravel và đây Laravel nè. Và UI nè các bạn. Ha, đây, đây là cái gói nè, Laravel UI nè các bạn ha, nó tải về cho mình. Rồi, thì khi cài xong thì các bạn để check version á, là mà các gói của cái gói thì các bạn vào cho mình composer.json. Ở đây thì mình sẽ có là Laravel UI. Laravel UI ha. Đây, bản của mình là bản 4.6 nè các bạn ha, bản 4.6 nè. Rồi thì bây giờ tiếp theo là các bạn cài cho mình cái view ha. Thì PHP Artisan UI mà mình sử dụng UI của view nha các bạn ha. Các bạn có thể là thay đổi cái view này bằng Bootstrap hoặc là bằng chỉ có là Laravel Artisan UI auth không thôi thì nó sẽ tự động hiểu là cái UI của thằng Laravel ha. Ở đây mình xài của view thì các bạn copy cho mình cái dòng này. Copy ha, sau đó các bạn vào đây, các bạn paste ra cho mình ha. Các bạn chuột phải thì tự động nói thôi, tự động nó paste ra cho mình thôi, các bạn enter. Container file already exists, do you want to replace it? Có nghĩa là nó sẽ gì? Replace cái controller.php tại mình có rồi nè. Controller.php là mình có rồi ha. Đây, thì các bạn chọn yes cho mình nha. Rồi enter. Rồi nó tạo ra thành công rồi. Thì để chạy được view các bạn ha, có nghĩa là chạy được JavaScript framework á, thì bắt buộc các bạn phải cài cái node ha, bắt buộc các bạn phải cài cái node package manager ha. Đây viết tắt cái từ là node package manager các bạn ha, là quản lý gói của cái node ha các bạn. Rồi sau đó là mình cài là chạy là npm run dev ha. Rồi bây giờ mình cài trước nhé các bạn, install. Các bạn đánh chữ y cũng được ha, là nó tự hiểu là install thôi, hoặc là mình đánh luôn là install luôn ha, để cho nó chuẩn. Rồi các bạn đợi nó cài cho mình cái node module nha. Tại ở đây mình cái vendor á, là của thằng Laravel nha các bạn ha, nó là cái gói của thằng Laravel. Rồi khi mình cài view á, để xác ra để dùng view á, thì bắt buộc phải có node ha, node module. Thì cái node module này các bạn ha, những cái gói nó cũng giống như vendor thôi, nó quản lý. Cái gói này là dùng để chứa những cái folder này ha, dùng để chứa những cái gói để quản lý cái thằng JavaScript framework này ha. Khi mà các bạn sử dụng cái ngôn ngữ frontend ha của thằng JavaScript, mặc định nó phải có cái này. Rồi ok, sau khi xong rồi nè các bạn ha, thì mình nó sẽ tạo ra cho mình được là controller nè. Đây nó sẽ tạo cho mình class controller là mình có authorize request và validate request. Validate request có nghĩa là kiểm tra dữ liệu, và cái authorize có nghĩa là nó sẽ xác thực ha, nó sẽ xác thực login các bạn. Rồi phần home nè, phần home này mặc định mình sẽ có middleware auth ha, phần home mình có middleware auth để trải về trang home. Thì tiếp tục là nó sẽ tạo ra cho mình ở trong cái phần route nè, phần web nè các bạn. Route phần web thì nó tạo ra cho mình cái route get home các bạn ha. Route get home và cái auth route các bạn.
Đó, nó sẽ tạo ra cho mình những cái file để mình sử dụng cái login các bạn ha. Cái đường dẫn nè, đường dẫn login nè, và nó tạo cho mình cái folder auth nè các bạn. Gồm có là confirm password, forget password, login, đăng ký, quên password, xác nhận password, reset password và cái verification ha. Đó có nghĩa là khi mà mình đăng ký email với hệ thống thì nó sẽ xác thực cái email đó các bạn ha. Còn gì nữa không? Hết rồi các bạn ha. Nó sẽ tự tạo cho mình những cái file cũng như là những cái folder dành riêng cho việc xác thực. Thì bây giờ các bạn thử các bạn đánh login coi. Enter nè. Thử đánh login ha. Enter. Rồi, nó sẽ không hiểu các bạn. Internal server error ha, nó sẽ không hiểu cái phần file ha, file manifest. Thì ở đây các bạn chạy cho mình là npm run dev. Nó có chỉ mình nè các bạn. Nè. Npm run dev để gì? Compile ha, biên dịch cái gì? Cái scaffolding có nghĩa là fresh fork, scaffolding có nghĩa là biên dịch cái phong mà mình của thằng view á. Các bạn enter cho mình ha. Rồi, ok. Thì khi bạn enter rồi á thì cái phần phong end nè nó sẽ chạy trên localhost 5173 ha. Nhưng mà mình không cần ha, nhiều thằng không cần thực hiện trên cái localhost này. Mình thực hiện trên cái localhost này ha. Các bạn đánh cho mình login nè. Bạn đợi tí xíu ha. Nó chạy hơi lâu tí xíu. Ở phần resort nè, view nè, ở phần authentication nè các bạn. Và layout là app nè. Đây là cái layout chính của nó nè các bạn. À, đây là cái layout chính của nó. Thì nó cài vai dùng để quản lý các gói của thằng node ha. Nó rất là tiện ha nè. Nó sẽ lấy là CSS ha, SCSS và cái app JS nè. Trong cái thư mục resort JS và SAS nè các bạn. Đây, JS nè, SAS nè. Ha. Nếu mà các bạn xài view thì tự động nó tải cho mình về cái bootstrap và cái view nữa các bạn. Cái app JS này sau mà mình sẽ cấu hình cái view ở trên không, cái này mình để nguyên các bạn ha. Cái này là rồi bootstrap nè, sử dụng bootstrap nè ha. Và cái app JS nè, nó sẽ import cho mình là cái font, cái biến ha, và cái bootstrap ha, để mình xài các bạn. Rồi ok, thì đây là cái trang login của thằng view các bạn ha, của thằng view nha, chứ không phải là của thằng riêng của thằng Laravel nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đăng nhập thôi. Cái phần user thì các bạn đăng ký ha, đăng ký. Bây giờ mình đăng ký là Laravel view hoặc là hiếu admin cũng được ha, tùy theo các bạn. Rồi cho nó dễ nhớ, password từ 1 đến 9 ha, nó đơn giản. Các bạn thấy nè, request request là đăng ký đó các bạn. Rồi ok, đăng ký là you are logged in, là bạn đã vào rồi ha. Khi các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ chuyển cho bạn về cái trang home you are logged in ha. Trang home là cái trang này là trang dashboard của thằng admin đó các bạn. Dashboard này. Đây rồi, các bạn có thể là log out ra ha. Thì cái user các bạn đăng ký định là mình xài là database của thằng SQLite đúng không? Đây user nè, đây user nãy mình vừa mới đăng ký nè các bạn ha. Đó,